Lý Thùy Trang bế bầu 5 tháng đỏ dáng cùng Thu Phương, Bảo Thi. Lý Thùy Trang khoe khéo bụng bầu 5 tháng, đỏ dáng cùng Thu Phương, Bảo Thi, Khánh Thi tại sự kiện do cô tổ chức ngày 12 tháng 5. Lý Thùy Trang, CEO Viện Thẩm mỹ Lavender Bi Trang, kết hợp tập đoàn Isra Medical, Mỹ, tổ chức tiệc ra mắt công nghệ giảm cân Carbolip tại khách sạn The Rivery Sài Gòn. Cô diện đầm trắng kiểu dáng thanh lịch, khoe khéo bụng bầu 5 tháng. Bên cạnh đội ngũ bác sĩ, chuyên gia làm đẹp trong và ngoài nước, sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, vốn có mối quan hệ thân thiết với bà xã Chi Bảo. Trong ảnh, Lý Thùy Trang đỏ dáng bên Bảo Thi, Thu Phương, Khánh Thi. Theo Lý Thùy Trang, Carbolip có thể đẩy lùi mỡ nội tạng, nguyên nhân gây các bệnh lý mỡ máu, gan nhiễm mỡ, huyết áp cao, giúp chị em lấy lại vóc dáng đẹp. Thu Phương diện đầm dạ hội đính kim sa, được các đồng nghiệp khen trẻ trung so với tuổi 52. Giọng ca gốc Hải Phòng trình diễn loạt ca khúc được làm mới như trăng dưới chân mình, mắt sắp có em chờ, ánh nắng của anh. Sau thành công của chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Thu Phương liên tục về nước chạy sâu. Bên cạnh đảm bảo lịch trình dày đặc, cô tìm cách giữ hình thể thon gọn để mặc nhiều bộ cánh bắt mắt, tự tin trước công chúng. Carbolip là một trong những lựa chọn của ca sĩ. Tôi bất ngờ trước hiệu quả giảm cân sau một lần trị liệu với công nghệ lên men phôi sống thực vật kết hợp từ trường FMS của Mỹ. Tôi cảm giác bụng săn chắc, cơ thể cũng nhẹ nhõm, khỏe khoắn hơn nhiều, cô cho hay. Bảo Thi chọn đầm công chúa tới ủng hộ bạn thân Lý Thùy Trang. Cô cho biết gần đây tăng đến 6kg vì điều trị kháng sinh liều cao khi bị ốm dài ngày, do đó cô mong chờ trải nghiệm công nghệ giảm cân mới để lấy lại vóc dáng thời son rỗi. Tôi từng giảm tới 18kg sau sinh nhờ Lý Thùy Trang và Lavender Bi Trang. Giờ tôi hoàn toàn tin tưởng hiệu quả của công nghệ mới. Đồng thời được cam kết giảm đến 10kg trong một tháng, cô nói. Khánh Thi tôn dáng với đầm đen, hình thể cân đối hơn so với những sự kiện trước đó. Cô đỏ dáng bên Lý Thùy Trang. Cả hai đồng điệu quan điểm làm đẹp, chăm con. Bà mẹ ba con nhận định giải pháp Carbolip ra mắt đúng lúc cô cần giảm cân sau sinh con thứ ba. Mới làm một buổi, tôi đã được 2-5kg, vẫn khỏe mạnh để vừa làm việc, vừa chăm sóc các con. Hy vọng trong một tháng tới sẽ giảm được 10kg theo đúng cam kết của Lavender Bi Trang, Khánh Thi cho hay. Dù bận rộn chuẩn bị live show ở Hà Nội vào 18/5, Đàm Vĩnh Hưng vẫn đến ủng hộ người em thân thiết Lý Thùy Trang. Anh khuấy động sân khấu với loạt hit Mỹ Lan, Tôi Yêu Nàng, Mắt Sắp Tuổi Xa Người, Girl You Are My Love. Mr. Đàm tiết lộ anh là một trong những người đầu tiên trải nghiệm công nghệ giảm cân Carbolip tại Việt Nam. Ngay lần đầu thực hiện, tôi cảm nhận bụng phẳng hẳn và săn chắc. Sau 3 lần, tôi giảm 7kg, thân hình gọn, dẻo dai hơn, nhờ đó, tôi tự tin với các màn nhảy cùng vũ công, ca sĩ nói. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.